Em chào các bác, clip này thì sẽ mang đến cho các bác một đôi loa mà nếu mà anh em mà nhìn ý, thì anh em rất rất là dễ nhầm với cái cặp loa mà cách đây khoảng 4-5 hôm em còn quay là cặp NJ70. Tuy nhiên cặp này thì không phải NJ70, nó lại là LX. Nó là dòng LX7 nhé các bác nhé. Xin lỗi các bác. Cặp này là cặp LX7. Vậy nó khác cái gì với cặp NJ70? Nó chỉ khác thị trường thôi các bác nhá, thị trường xuất thôi nha các bác nhá. Qua cái loa ấy, thì em cũng chia sẻ với các bác về rất là nhiều cái khác. Mà cái mà em biết, tức là rất là nhiều anh em biết, đấy là về ô tô đi, thì cái hình dung nó sẽ rất là dễ. Nếu mà anh em nhìn mà bên ở Việt Nam mình có cái liên doanh lắp ráp ô tô của Trường Hải ấy, thì có lắp ráp một cái mẫu xe mà ở trong nước Việt Nam mình ấy, thì đặt tên là Pisanto. Đấy, nhưng mà cùng mẫu xe như thế ở bên Hàn Quốc thì nó lại là Kia Morning. Đấy, tức là những thị trường khác nhau thì đôi khi là cùng một loại xe người ta sẽ đặt tên theo những cái tiêu chí về văn hóa, tiêu chí về cái gọi là cái đặc điểm tiêu dùng của cái người dân ở cái thị trường đấy. Đấy, còn về loa thì nó như nào? Nói thêm về ô tô một chút. Đấy, ngoài những cái đặt tên về cái đấy, còn một số cái đặc điểm về option người ta có thể đưa một vài cái vào hoặc là bỏ bớt một cái vài cái đi. Ví dụ như ở Việt Nam mình có thể những cái sấy ghế rồi sấy vô lăng thì có thể người ta bỏ. Đương nhiên là không Morning thì không có sấy vô lăng rồi, thì người ta có thể bỏ bởi vì nước mình nước nhiệt đới. Thì có một số mẫu xe nó ở cái những cái nước mà ôn đới khí hậu lạnh thì để cái đấy. Thì cái cặp LX7 này ấy, thì nó lại dành cho thị trường châu Âu các bác nha. Đấy, nó dành thị trường châu Âu. Do đó thì nó sẽ chung của đôi này, nó sẽ sáng hơn đôi LJ70 kia một chút. Một chút thôi. Đấy. Và cái dòng mà NX7 này ấy, thì có vẻ tại vì em bán nhiều em biết, có vẻ là anh em Việt Nam chuộng hơn. Bởi vì cứ những cái dòng JBL mà có LX thì bao giờ anh em thích hơn dòng LJ. NJ thì nó về ít, LX thì nó về, nhưng mà LX mà một số LX7 hoặc là LX10 hoặc là LX5 thì nó về ít hơn các bác nhá. Đấy, cấu hình hôm nay em ghép với cả con Đờ Lâm 1500AE. Em về có hai con thôi nhưng mà nó đẹp vô cùng luôn, rất rất là đẹp luôn. Cặp LX70 này thì có thể ghép với đơn đông 390 nhưng mà những dòng Pioneer, một số dòng Marang cũng được. Đấy, có thể nhiều phương án cùng ghép nhưng mà thôi, trước mắt là em cứ ghép cái này để giới thiệu các bác. Và con LX7 này em hứa em sẽ ghép một vài cái cấu hình nữa để cho các bác thấy cái chất bát của con này. Bát của con này thì nó như con NJ70 nhưng mà chung của nó quên vào, thì khi các bác nghe đẹp tép một vài bản nhạc khác với cấu hình khác để các bác nghe thử nhá. Trước mắt là các bác nghe một bài này đi ạ.